Nhân dịp lễ Giáng sinh 2023, lãnh đạo thành phố Bà Rịa đã đến thăm tặng quà các cơ sở tôn giáo trên địa bàn. Tại mỗi nơi đến thăm, lãnh đạo thành phố thông báo kết quả nổi bật kinh tế xã hội thành phố Bà Rịa năm 2023 và chúc các vị giám mục, linh mục, mục sư, tu sĩ, đồng bào giáo dân một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Ngoài ghi nhận sự đóng góp của các cơ sở tôn giáo trên địa bàn thành phố Bà Rịa, lãnh đạo thành phố mong muốn đồng bào Công giáo phát huy tinh thần đoàn kết, kính Chúa yêu nước, sống phúc âm giữa lòng dân tộc, gắn bó với các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận đoàn thể vì mục tiêu chung mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc hơn cho người dân.